Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ Tư ngày 14 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đinh Tiến Dũng mới ngồi vào ghế Bí thư Hà Nội liên giở trò côn đồ. Làm chế độ trong chính trị độc tài của Đảng Cộng sản thì phải gian ác. Tuy nhiên, khi một quan chức nắm toàn diện một địa phương nóng như Hà Nội thì mới thấy cái ác rõ hơn. Thông thường, cái ác của lãnh đạo thể hiện mạnh nhất ở ngành công an và ngành tòa án. Đây là hai công cụ sắc bén để bảo vệ chế độ, nên cái ác nó tụ hết về đây. Lãnh đạo địa phương như bí thư hay chủ tịch tỉnh hoặc bí thư và chủ tịch thành phố trực thuộc trung ương cũng cần phải ác thì mới bảo vệ được chế độ. Ví dụ như vụ án mà công an thành phố Hà Nội vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 vào thôn Hoành để hành quyết cụ Lê Đình Kình là một đảng viên lão thành cách mạng rồi mổ bụng, thì đó không còn là chỉ đạo của Bộ Công an mà là của một đám người rất dã man. Và dường như họ đã quên mất vai trò công chức phục vụ nhân dân của mình. Giám đốc Sở Công an thành phố Hà Nội mà còn là ý kiến chỉ đạo của Bí thư và Chủ tịch thành phố Hà Nội thì mới làm được như vậy. Ông Đinh Tiến Dũng vốn từng được bổ về quản lý địa phương. Cụ thể là vào tháng 5 năm 2008, ông được điều động tham gia tỉnh ủy tỉnh Điện Biên và được bầu làm Phó Bí thư tỉnh ủy. Hai tháng sau, tại phiên họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, thay cho bà Lò Mai Trinh chuyển sang giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Điện Biên. Vào tháng 10 năm 2010, Trung ương Đảng điều động ông Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình. Đến tháng 1 năm 2011, ông trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Ông công tác lãnh đạo toàn diện tỉnh Ninh Bình. Đây là hình ảnh ông Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Đấy là hai lần ông Đinh Tiến Dũng được bổ về làm lãnh đạo địa phương, một lần làm phó, một lần làm trưởng. Khi ông Đinh Tiến Dũng làm phó thì ông chỉ là phụ tá cho trưởng, nên nếu có xảy ra những sai phạm thì người trưởng chịu trách nhiệm cao nhất, ông chỉ là kẻ chịu trách nhiệm liên đới. Ông được bổ nhiệm về làm Bí thư Ninh Bình là ông làm trưởng, tuy nhiên ở tỉnh Ninh Bình không xảy ra những vấn đề gai góc có liên quan đến bảo vệ chế độ. Người ta cũng không thể phát hiện ra bản chất thật. Nói chung, những lần được bổ nhiệm về địa phương, ông không có tai tiếng gì. Với vai trò là người đứng đầu Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng đã làm những gì? Hà Nội là một điểm nóng. Về nắm Hà Nội cũng là cơ hội lớn, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Trước đây, ông Phạm Quang Nghị và Nguyễn Thế Thảo là bí thư và chủ tịch thành phố này phải về vườn mà không tiến xa hơn được. Tiếp theo, ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Đức Chung cũng làm bí thư và chủ tịch thành phố, nhưng cuối cùng cũng phải đứt gánh giữa đường và có kẻ đã phải vào tù. Như vậy, bây giờ ông Đinh Tiến Dũng về tại thành phố lớn nhất đất nước này thì nó cũng khá nhiều rủi ro, cạm bẫy không phải là ít. Vụ Đồng Tâm là một điển hình về cách hành xử tàn ác của ngành hành pháp tại Hà Nội. Đảng đã đạp lên luật pháp và đè bẹp tiếng nói của người dân là cách làm thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay. Họ luôn ưa dùng bạo lực. Tuy nhiên, đây là một tội ác với nhân dân mà cả nhân dân cả nước và quốc tế đều lên án khi một đảng viên lão thành cách mạng như cụ Lê Đình Kình bị bắn chết mổ bụng, ngòi gàn. Thông thường, khi có áp lực trong nước và quốc tế quá mạnh thì đôi khi lãnh đạo địa phương là người phải chịu kỷ luật thay cho sai phạm được chuyển miệng từ trung ương. Tuy nhiên, làm người đứng đầu một địa phương nóng cần phải ác để tiến thân. Dùng cái ác để tiến thân, nó như con dao hai lưỡi. Rất dễ tiến thân, nhưng cũng rất dễ thân bại danh liệt. Đây là hình ảnh ông Đinh Tiến Dũng và Vương Đình Huệ. Vào ngày 2 tháng 4, ông Đinh Tiến Dũng được Bộ Chính trị bổ nhiệm về Hà Nội làm bí thư thay cho Vương Đình Huệ. Tất nhiên, khi ông Đinh Tiến Dũng về Hà Nội, thì ông cũng là người sẽ đứng đầu đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Công việc điều hành của ông Đinh Tiến Dũng cần thiết nhất khi mới nhậm chức đó là phải thanh lọc những người muốn tự ứng cử mà Đảng không cho phép. Với vai trò là người nắm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, ông Đinh Tiến Dũng phải chỉ đạo tổ chức này loại bỏ những người không mong muốn, và nếu cá nhân nào thuộc về lề dân cương quyết tham gia ứng cử một cách quyết liệt thì ông Dũng sẽ chỉ đạo cho công an bắt và chỉ đạo tòa án xét xử. Được biết, đến ngày 2 tháng 4, thành phố Hà Nội đã có 72 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Đáng chú ý, 6 người thuộc lề dân
và họ đã có đơn xin rút. Tuy nhiên, trong đó có một người đã bị Đinh Tiến Dũng cho công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam để điều tra. Thực ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã có báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026. Nghĩa là đã chọn người ngoài đảng, đảng đương, đó là một thành phần nịnh chính quyền tuyệt đối. Chỉ đạo mặt trận giám sát chặt chẽ mọi nhất cử nhất động của những người ứng cử. Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện đúng quy trình các bước, đảm bảo đúng luật và văn bản cấp trên hướng dẫn. Nói thẳng ra, bản báo cáo này gửi lên bàn của ông Đinh Tiến Dũng là tổ chức đã loại ai và bắt ai theo đề nghị của công an thành phố Hà Nội. Mỗi bước của cuộc bầu cử đều thực hiện đúng quy trình mà Đảng đã đặt ra cho mình. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và thành phố Hà Nội đã giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến con ruồi cũng không bay lọt, chứ đừng nói gì đến thành phần mà Đảng gọi là phản động, mặc dù họ đứng về phía nhân dân. Đây là hình ảnh ông Lê Trọng Hùng, người muốn phổ biến hiến pháp thì đã bị bắt. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của các cử tri nơi cử tri cư trú đối với người ứng cử. Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Tổng số hồ sơ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 15 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển về là 171 hồ sơ. Tổng số hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 của thành phố Hà Nội là 72 hồ sơ. Tính đến ngày 2 tháng 4, đã có 6 người có đơn xin rút, một người thì bị công an bắt tạm giam để điều tra chỉ vì họ tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Tổng số hồ sơ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 là 188. Tính đến ngày 2 tháng 4 thì có 11 người đã xin rút đơn. Tổng số hồ sơ các tỉnh gửi về là 17 hồ sơ trên 11 tỉnh, trong đó có 8 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 9 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự kiến từ ngày 14 đến 16 tháng 4 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Và đến hiện nay thì câu hỏi được đặt ra là ai đã đạp lên pháp luật? Điều chớ trêu là người dân tự ứng cử, Đảng đã không cho thì thôi, chứ sao lại bắt giam họ đến như vậy? Bởi đơn giản, người bị bắt là thành phần có tiếng nói mạnh mẽ. Những người này mà kể ra những trò bất minh mà Đảng đã dùng để loại họ, thì lúc ấy Đảng sẽ xấu mặt với người dân cả nước. Người dân Việt Nam vốn rất ít quan tâm đến chính trị, tuy nhiên người ta la ầm lên trên mạng xã hội thì thế nào cũng có nhiều người chú ý. Những người này sẽ được người đứng đầu thành phố như ông Đinh Tiến Dũng chỉ đạo bỏ tù. Đây là hình ảnh ông Đinh Tiến Dũng. Lúc trước, ông Đinh Tiến Dũng làm ở Bộ Tài chính, ông không có cơ hội để trà đạp lên luật pháp để bảo vệ quyền lợi cho Đảng. Hiện nay, ông Dũng có cơ hội thể hiện. Và thực tế đã cho thấy ông Đinh Tiến Dũng thích nghi rất tốt với vai trò mới, vai trò đặt quyền cai trị của ông chủ là Đảng Cộng sản Việt Nam lên hết tất cả mọi ngành nghề và loại bỏ người dân cả nước ra khỏi việc quản trị đất nước. Làm chính trị là phải lì, phải nhẫn tâm và phải ác. Đó là quan điểm của những người khi tham gia công tác của Đảng. Ở các nước dân chủ, lãnh đạo cùng lắm là lì, tức là họ không ngại dân chửi. Tuy nhiên tại Việt Nam, làm lãnh đạo thì phải có đủ 3 yếu tố, vừa lì lợm, vừa nhẫn tâm, vừa phải rất ác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 với bản tin Đinh Tiến Dũng mới ngồi vào ghế Bí thư Hà Nội
liên giở trò côn đồ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.